chán hôn lô. Người em dậy đi, nắng đẹp lòng thương khó. Quán tranh hiền vui đón, thân bát nước chè xanh, chán chiếu mộng yên lại. I've been turned into a lover.
xin hân hoan và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của toàn thể các quý ông, quý bà đã tới chung vui trong tiệc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương Minh Tuấn và Trà My. Chúng tôi xin thay mặt cho cả hai họ, nhà trai, nhà gái, trân trọng gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc quý vị dự một bữa tiệc thật vui vẻ, ngon miệng và ngập tràn hạnh phúc, để cùng chúc cho đôi uyên ương Minh Tuấn, Trà My sẽ gặp thật nhiều may mắn, thành đạt trong cuộc sống và trọn đời hạnh phúc bên nhau. Xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị khách quý hiện diện trên khu vực sân khấu là gia đình ông bà thân sinh của chú rể Minh Tuấn, đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin hân hạnh đón tiếp toàn thể quý vị khách quý. Xin hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của thân mẫu của cô dâu Trà My cùng bác của cô dâu Trà My, đại diện cho gia đình họ nhà gái. Hân hạnh đón tiếp toàn thể quý vị khách quý. Rồi, quý vị khách quý đã được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày vui mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2014, nhằm ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình long trọng tổ chức hôn lễ cho đôi uyên ương Minh Tuấn, Sánh Duyên cùng Trà My trước sự chứng kiến và hiện diện đông đủ của toàn thể các quý ông, quý bà đã yêu mến, nhiệt tình tới chung vui cùng hai bên gia đình. Để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới sự hiện diện của quý vị khách quý, ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời và nhường ngày lại cho ông Sầm Văn Hùng, là thân sinh của chú rể Minh Tuấn, sẽ thay mặt cho cả hai họ, nhà trai, nhà gái. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện đông đủ của quý vị trong ngày hôm nay. Nhân dịp xuân mới, thay mặt hai gia đình, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và thịnh vượng. Chân thành cảm ơn. Cùng tiến gần lại tháp ly để cùng chung tay khơi nguồn yêu thương bằng dòng hát xuân bay tuôn trào trên tháp diệu.
quý đang là dòng thác sông Bay tôn trào trên thác Diều, tượng trưng cho sức nguồn yêu thương của cội chảy. Là bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn con cái mình được trưởng thành và có một cuộc sống thật hạnh phúc. Và những người vui nhất trong ngày hôm nay không chỉ có Minh Tuấn, Trà My mà còn có chính các ông bà, những người đã tạo dựng cho con cái có được ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời các ông bà chúng ta cùng đón nhận những ly rượu kính hiếu. Sánh duyên cùng cô dâu Trà My, một lần nữa cho phép ban tổ chức chúng tôi xin mạn phép thay mặt cho hai gia đình trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cùng nâng cao ly của mình để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị chúng ta cùng nâng cao lên ạ. Xin ngay sau đây hai gia đình sẽ đưa cô dâu chú rể tới từng bàn cùng nâng cốc chúc sức khỏe và cảm ơn sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý cùng cạn ly vui cùng hai bên gia đình. Thank you.
Our friends turn.